Xin chào các bạn. Thì như các bạn đã biết thì Vision là dòng xe phổ thông tay ga của Honda với dung tích xy lanh 125cc và có hai phiên bản Vision. Đầu tiên là phiên bản Vision mà chị em hay đi với mức giá khoảng tầm khởi điểm là hơn 30 triệu đồng, và thứ hai đó là phiên bản mà Vision anh em muốn dùng, mức giá của nó là 17,5 triệu đồng. Đây, và mình nói đó chính là G-Fox RTX 3060 Vision tầm nhìn. Đây là một mẫu card mới của Gigabyte, tại vì nó tên là 3060 mà. Và Vision cũng là một cái dòng sản phẩm mới trong năm nay của Gigabyte, và dành cho bắt đầu từ cái dòng Z490 Vision, sau đó là bây giờ chúng ta có cặp màn hình Vision. Thì bên ngoài chúng ta thiết kế rất là tối giản với chữ 3060 to đùng và chữ RTX còn to gấp mấy lần. Và ngoài ra chữ Vision này được thiết kế theo cái kiểu nhìn nó khá là đồ họa. Và phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản GeForce RTX 3060 Vision OC 12GB, tức là nó đã được ép xung một chút so với thông số mẫu định từ nhà sản xuất. Và đằng sau chúng ta sẽ có một cái hình cạc rất là to, hai chiều cạc luôn, và chúng ta có là WinForce 3X, hệ thống làm mát WinForce 3X là ba quạt ở đây, và ba quạt này sẽ có một quạt ở giữa là quay ngược chiều với cả hai quạt còn lại. RGB Fusion 2.0, tức là các bạn có đèn LED RGB ở chỗ này. Và thứ ba đó chính là Protection Metal Backplate, tức là backplate đằng sau bằng kim loại, và kim loại hẳn chứ không phải là hợp kim nhôm nhựa như một hãng nào đó. Và đây chúng ta có một dòng rất là nhỏ là chúng ta sẽ yêu cầu đó chính là hệ thống phải có khe PCI Express để các bạn cắm được cạc. Nếu bên các bạn không có khe PCI Express thì các bạn đừng mua cạc này. Và thứ hai đó chính là các bạn sẽ cần một đầu cấp nguồn 8 pin ở đây, tức là nguồn tối thiểu các bạn cần là 550W. Và mình nói đây là các nguồn 550W công suất thực, chứ không phải mấy cái nguồn 550W mà tự phong với các mức giá 200-300 nghìn đâu nhá. Và cuối cùng là chúng ta cần Windows 10 và 2GB ổ cứng để các bạn có thể cài driver của cạc này. Và nếu các bạn chưa biết thì 3060 là một mẫu cạc mới của NVIDIA, và hiệu năng của nó thì mình nói sơ là nó sẽ mạnh gấp đôi RTX 1060, và nó kém, tức là nó gần như ngang phơ với cả 2070, tức là nó kém 3060T một khoảng khá lớn. Đây gần như là một chiếc 3050T hơn là một chiếc 3060. Rồi, bên trong này chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng nhanh các loại cổng trong này. Và hết. Đấy, hết. Chỉ có cạc thôi, còn lại thì toàn là xốp các thứ để định hình. Và với mức giá 17,5 triệu đồng thì các bạn cũng là gần như chỉ có một cạc thôi. Còn nếu các bạn thích những cái hay ho mới mẻ và những cái đồ chơi như là kiểu những cái sticker để gắn lên cây ấy, các bạn sẽ phải mua những cái phiên bản như của Outroot thì các bạn mới có những cái đồ chơi như thế. Toàn bộ dòng Vision ấy thì trước giờ, từ lúc ra mắt đến bây giờ, Vision luôn luôn dùng màu trắng. Đây, toàn bộ tông cạc là tông màu trắng, một cái tông màu khá là hiếm hoi đến bây giờ. Màu trắng lúc nào anh em cũng nhìn nó rất là sang chảnh và đẹp đẽ như Gearbox họ nói. Ở đằng sau chúng ta có một cái backplate bằng kim loại, và chữ Vision được làm rất là đẹp, được khắc lên đây rất là đẹp. Và họ không làm một cái backplate phẳng mà họ làm những cái đường nét ở bên trên. Và ở đây có một cái lỗ khoét nhỏ này, để các bạn có thể không biết các bạn thấy tay mình không, tức là gió theo như bình thường là vẫn sẽ thổi thẳng từ đằng trước ra đằng sau theo công nghệ gọi là screen cooling mà NVIDIA giới thiệu. Bây giờ hãng nào cũng làm, Gigabyte bây giờ thì họ cũng vẫn làm thôi, trước giờ họ có rồi nhưng bây giờ thì họ mở rộng cái lỗ ra thêm một tí. Đây chúng ta có khe PCI Express đây này, chúng ta sẽ có là hai cổng HDMI và hai cổng DisplayPort, và hai cổng này cho các bạn xuất tối đa là 8K nên là các bạn thoải mái. Và mình khuyên các bạn là với 3060 các bạn chơi cho mình game Full HD cũng lắm là 2K thôi, chứ đừng lên 48K làm gì với con này. 8K con này chắc chỉ xuất hình xem phim mà chính. Thì ở mặt trước đây là một tông màu bạc với đường gọi là phay nhựa, nhưng mà có được và là mặt trước nhìn nó kiểu phay giả nhôm rất là đẹp. Và quạt đây sẽ có 3 quạt và 1 quạt ở giữa, họ sẽ là quay ngược chiều với hai cái quạt còn lại. Đây có một cái logo chìm Vision mà mình không biết là camera có bắt được không, một cái logo chìm của Vision ở đây. Và theo như Gigabyte thì họ có một vài cải tiến ở cái quạt này. Chúng ta có một cái những cái đường rãnh ở đây để tăng luồng gió quạt hơn, nói chung là một cách gì đó để các bạn có thể quạt quay tốc độ chậm hơn, và nó từ đấy nó sẽ giảm tiếng ồn. Về chung trình nhìn chung thiết kế của con Vision 3060 Vision này nhìn nó rất là vuông vức, và nhìn nó mình nó hơi hướng cảm nhận đến cái dòng Radeon 6800, 6900 XT nhìn cũng vuông vuông kiểu này. Và ở đây chúng ta có một cổng 8 pin. Và một, tại sao một cổng 8 pin ở đây thì đó chính là lý do Gigabyte, cái bo mạch của họ ấy, họ chỉ đến đây thôi. Một bo mạch rất ngắn so với kích thước tổng thể của chiếc cạc này. Tại vì bo mạch đến đây nên là chúng ta phải có khoảng không ở đây thì gọi là thổi gió xuyên ra đằng sau ấy.
Nhưng mà bù lại thì các bạn để một cái đầu cọc cấp nguồn 8 pin đây này thì nó sẽ phải cái dây nguồn đi và rất là xấu. Mặc dù trên các phiên bản 3080, 3090 thì 2070 thì họ làm một cầu nối để cái cổng cắm nguồn các bạn có thể cắm ở đây. Nhưng 3060 cho là để tối ưu chi phí nên là họ để luôn cổng cắm nguồn đây. Các bạn gắn vòng vào xấu kệ các bạn. Và đây giữ GeForce RTX và chữ Gigabyte ở đây sáng led. Và nhìn qua về bên ngoài chúng ta đã có như thế rồi. Bây giờ mình sẽ cắm thử vào con máy để anh em xem thử là chiếc 3060 Vision màu trắng này như nào. Rồi sau khi cắm con Vision màu trắng này vào, các bạn thấy cái sự vô duyên mình vừa bảo chưa? Đó chính là cái sợi dây này. Anh em để máy nhìn ngay giữa cạc thì rất là vô duyên. Hy vọng Gigabyte họ sẽ sửa các phiên bản sau. Và mình đã cài cái phần mềm đây, đó chính là phần mềm Gigabyte Aorus Engine. Thì chúng ta sẽ có là xuất xung này 1837MHz, tức là cao hơn một chút 60MHz so với cả mức xung mặc định của NVIDIA là 1777. Và chúng ta có xung RAM là 15.000MHz là xung RAM mặc định, tức là được OC CPU lên một OC phần core lên một chút. Và đây các bạn thể chỉnh được, đó chính là các bạn thể ép xung lên, các bạn có thể ép xung RAM này. Và ở đây Gigabyte họ cho chúng ta tính năng auto scan để tối ưu hóa một cái mức xung gọi là ổn định nhất dành cho hệ thống. Nhưng mà đây thì thời gian nó làm nó khá là lâu, và mình nhớ thì nó làm khoảng tầm 30 đến 40 phút để scan xong được mức xung đấy. Nên là các bạn ở nhà các bạn làm thôi, còn mình làm đây chắc đợi 30 phút video rồi chắc là anh em toi hết rồi. Và ở đây các bạn có thể chỉnh được tốc độ quạt này, quạt mặc định thì chúng ta sẽ là chế độ mà các bạn thấy là khi hoạt động nhẹ nhàng thì nó sẽ không hoạt động quạt. Chỉ khi nào chúng ta chạy game nặng nó mới hoạt động quạt mà thôi. Hoặc là các bạn có thể điều chỉnh tốc độ quạt để các bạn mát hay là tối ưu hóa gì đấy. Và với hệ thống tản nhiệt này của Gigabyte, chúng ta có 3 quạt này, kích thước rất là lớn. Thì mình thử ở đây đó chính là Full Max. Rồi, hiện tại ở đây card đang load 100% và các bạn nhiệt độ đang khá là mát khi mà đang chạm ngưỡng 60 độ C. Và mức ăn điện của con card đang là khoảng tầm 170W, phần 8 pin là 150W và PCI Express là 75W, nên tổng cộng các bạn cấp được là 225W cơ. Nên là con số 170W của chiếc 3060 này ăn vẫn là thoải mái. Các bạn chỉ cần lưu ý lại đó chính là các bạn mua nguồn thì nguồn 550W trở lên công suất thực cho mình. Và cho để cái full max này một lúc thì về Gigabyte họ quảng cáo con Vision này dành cho các nhà sáng tạo, tức là các bạn dùng những cái ứng dụng vẽ đồ họa các thứ. Thì họ quảng cáo kèm đó chính là NVIDIA Studio Driver, tức là khi các bạn cài cái GeForce Experience này lên này thì các bạn sẽ có thể chuyển đổi qua lại giữa hai driver, bao gồm driver game ready, driver chơi game, hoặc thứ hai đó chính là driver studio dành cho các bạn gọi là làm những cái phần mềm đồ họa vẽ vời 2D 3D Photoshop gì đấy. Thì mình cũng có thử bài test, đó chính là mình chuyển đổi hai drive, hai loại giữa kể cả gaming, mình chơi thử cả gaming trên driver studio cũng như là mình benchmark studio những phần mềm studio với cái phần driver gaming. Thì kết quả các bạn có thể thấy là trong phần gaming nhá, tất cả các tựa game đều cho chúng ta một cái lượng FPS gần như là tương đương nhau, mặc dù cái driver studio vẫn cho chúng ta gọi là cái lượng FPS thấp hơn một tí tẹo, đặc biệt ở trong Battlefield 5 thì bị drop FPS thảm hại. Mình không biết là lý do tại sao, có lẽ do driver studio này của NVIDIA. Thì mình nghĩ là đúng như NVIDIA quảng cáo thôi, thì driver studio sẽ tối ưu cho các bạn làm việc và các ứng dụng. Còn driver gaming thì chơi game, thì đúng là driver gaming các bạn có lượng khung hình trên dây cao hơn. Nhưng mà điều thú vị đó chính là khi mà mình thử nghiệm sang cái chế độ đó chính là driver studio dành cho studio và kể cả driver gaming dành cho studio thì kết quả nó hơi bị hụt hẫng một chút. Khi mà tổng quan lại sự chênh lệch về hiệu năng khi mà các bạn dùng driver studio và dùng driver chơi game trong các ứng dụng mình benchmark thì studio thấp hơn khoảng tầm gần 0.5%. Một con số mà mình nghĩ các bạn cũng không thể nào mà ngồi soi xét 0.5% hiệu năng driver khi các bạn làm việc là như nào. Thì mình nghĩ vấn đề này xảy ra do việc là cái lượng CUDA của 3060 nó chưa đủ lớn để là phát huy hết tất cả những sức mạnh trong các ứng dụng ấy. Và có lẽ cái driver studio này phù hợp hơn cho các bạn nếu các bạn dùng 3070, 3080 hay 3090, những con càng mà có cái gọi là lượng CUDA rất lớn để các bạn làm việc chứ thay vì 3060. 3060 này mình nghĩ là phù hợp cho các bạn làm việc làm dựng phim, nói chung 4K thì các 3060 này khá là thoải mái, tại vì lượng VRAM rất là lớn. Nhưng mà bù lại giá là 17.500.000 thì nó khá là cao. Mình không phải nói cao so với 3060 mà là cao so với mặt bằng chung số tiền các bạn bỏ ra cho một con card dùng để dựng phim. Và nếu mà các bạn có những CPU như Core i9 rồi, 32GB, 64GB rồi thì việc trang bị những con như 3060 dòng Vision này dù gì nó có thể sẽ tối ưu hơn một chút so với các dòng gaming truyền thống. Thì nói qua nói lại về cái studio đấy rồi thì mình cũng trở lại với cả cái full max. Thì mình chạy một lúc, nhiệt độ bây giờ đang là 64 độ khi mình để bên table, tức là khi mà cho vào cây nó lại nóng lên một chút. Thì hiện tại quạt thì mình đang nghe thấy là
rất là êm và mình gần như không thể nghe thấy một tiếng gì của cái quạt này cả. Và đây là một cái điểm cộng rất lớn Gearbike khi mà các bạn sẽ không phải lo lắng gì khi mà chơi game là phải buổi đêm mà nó bị ồn cả. Và đây là điểm cộng mình rất thích, mình cần quan tâm hơn nhiệt độ, mình không cần nó mát quá, mình cần nó làm sao nó là êm ái. Và con 3060 này, Vision này là làm khá là tốt, mình sờ đây thì khá là nóng thì đúng, tản nhiệt tốt mà, nó phải nóng chứ. Chúng mình có một cái video và chúng mình test toàn bộ phần game và ứng dụng giữa Studio Driver và cái phần game Driver thì các bạn có thể xem ở trong phần bên này nhé. Chúng mình có một video trên kênh Hà Nội Computer Test Game. Và các bạn đừng quên là subscribe kênh YouTube của Hà Nội Computer để với mỗi là 5.000 sub chúng mình sẽ có một phần quà giveaway. Bây giờ là 119.000, gần 500 sub rồi, được khoảng 500 sub thôi, chúng ta sẽ có một cái quà giveaway. Và các bạn đừng quên nữa, đó chính là chúng mình sắp mở một cơ sở mới ở Từ Sơn Bắc Ninh, cơ sở Hà Nội Computer ở 299 Minh Khai, Từ Sơn Bắc Ninh. Và các bạn hãy hóng fanpage Hà Nội Computer để những cái đợt gọi là giờ vàng hay là giveaway để chờ cho showroom mới. Và quay trở lại về con 3060 Vision này thì đối với mình thì với mức giá 17.500.000 là mức giá nói chung là chấp nhận được cho một con 3060 ở thời điểm hiện tại khi mà coin đang vụt rất là căng và lên rất là cao. Và các bạn nếu mà các bạn thích một, khi các bạn mua con Vision này thì mình nghĩ là lý do đầu tiên các bạn mua đó chính là các bạn thích cục trắng, như mình ai thích cục trinh trắng mà. Và thứ hai đó chính là cái nếu mà các bạn muốn một con cạc ở đấy nhìn nó sang, thực sự là con Vision này nhìn rất là sang, sang hơn các dòng WeFox của dòng gaming của Gearbike khá là nhiều, thì nhìn nó sang xịn mịn, nhìn đẹp hơn. Còn nói thật thì về hiệu năng của cái phần driver studio cũng như là driver gaming của GeForce thì mình nghĩ là đối với con 3060 này không có sự chênh lệch nhiều. Và chủ yếu các bạn mua là về vấn đề hình thức. Các bạn thích màu trắng các bạn mua, các bạn thích màu đen thì các bạn mua dòng gaming OC, hoặc các bạn thích là những cái mà to xịn mịn đẹp thì có thể chờ những các dòng như Arus Master hoặc là Arus Extreme, những các phiên bản cao cấp hơn. Còn bây giờ thì các bạn nghĩ thế nào với chiếc 3060 Vision này thì các bạn cho mình biết trong phần mô tả phía dưới video nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.